Làm trắng da mặt bằng bột ngũ cốc. Bột ngũ cốc không chỉ giàu dinh dưỡng, có lợi cho sức khỏe mà còn là một sản phẩm dưỡng da tự nhiên an toàn và hiệu quả. Bạn đã biết cách làm trắng da bằng bột ngũ cốc chưa? Hỗn hợp bột ngũ cốc sử dụng gồm hai loại: đậu xanh, đậu nành, đậu đen, đậu đỏ, gạo lứt phơi khô không rang. Bạn lấy tỷ lệ bằng nhau, đem xay nhuyễn và trộn chung các loại bột ngũ cốc với nhau. Kế tiếp là công đoạn chuẩn bị làm trắng da mặt. Cách dùng bột ngũ cốc để rửa mặt. Hỗn hợp bột ngũ cốc trên, bạn pha với sữa tươi hoặc có thể dùng với nước sạch nếu muốn, trộn thành hỗn hợp nhuyễn mịn, rồi dùng thoa đều lên mặt, thao tác như khi dùng sữa rửa mặt. Massage nhẹ nhàng sẽ có tác dụng dưỡng da hiệu quả hơn nhé. Mách bạn là có thể pha sẵn hỗn hợp rồi chia thành hai phần, bảo quản trong ngăn tủ mát và sử dụng tối đa 24 tiếng. Chia thành hai lần rửa mặt vào buổi trưa và tối để phát huy hiệu quả tốt nhất. Cách dùng bột ngũ cốc để đắp mặt nạ. Bạn dùng 2 muỗng bột ngũ cốc nhỏ cho vào chén và thêm sữa tươi không đường, khuấy đều sao cho hỗn hợp sánh đặc. Dùng hỗn hợp trên đắp lên mặt sao cho mỏng, mịn và đều khắp mặt. Thời gian khoảng 20 phút, sau đó thấm nước vào mặt nạ để vài phút cho dễ rửa mặt. Áp dụng mặt nạ dưỡng da này 3 lần một tuần để có hiệu quả dưỡng trắng tốt nhất nhé. Mách nhỏ với da khô có thể thêm vào hỗn hợp mặt nạ vài giọt dầu dừa hoặc vitamin E hoặc là dầu ô liu để tăng tác dụng dưỡng ẩm giúp da thêm mềm mịn và trắng hồng hơn. Với cách chăm sóc da mặt này, đảm bảo da mặt bạn sẽ được nuôi dưỡng ngày một khỏe mạnh hơn, trắng mịn và đầy sức sống hơn. Các bạn có thể tham khảo sản phẩm bột ngũ cốc Haco Huệ Beauty dưới phần mô tả nhé.